15.000 nhà khoa học cảnh báo trái đất đang đi đến giới hạn cuối cùng. Thế Duy xin chào khán thính giả của Thế giới 360. Năm 1992, 1.575 nhà khoa học lỗi lạc nhất thế giới, trong đó có 99 người từng đoạt giải Nobel, đã ký tên vào một lời cảnh báo về tình trạng trái đất và gửi tới các vị nguyên thủ quốc gia. Những hoạt động của nhân loại đã phá hoại nghiêm trọng môi trường và những tài nguyên trọng yếu, mà kiểu phá hoại này thường là không thể khôi phục lại, khiến cả thế giới đầy sinh cơ này trở thành nơi không thể duy trì bất kỳ phương thức sự sống nào. Hơn 2 thập kỷ đã trôi qua, liệu tình hình đã thay đổi gì hay chưa? Có, nhưng theo chiều hướng xấu đi, và xấu đi rất nhiều. Tháng 11 năm 2017, các nhà khoa học lại tiếp tục đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết lần thứ hai, với danh sách chữ ký lên đến 15.372. Đáng báo động là hầu hết những vấn đề ấy đang trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trong 540 triệu năm qua, đây là lần thứ 6 các sinh vật sống có thể bị hủy diệt hoặc ít nhất sẽ bị tuyệt chủng vào cuối thế kỷ này. Nói tóm lại, trái đất đang chết và nhân loại có thể sẽ chịu chung số phận đó. Chúng ta có thể làm gì? Con người đã rất cố gắng dùng khoa học và pháp luật để bảo vệ môi trường vật chất và kiềm chế hành vi của những người khác. Nhưng kết quả mấy chục năm bảo vệ môi trường đã cho thấy rõ cách làm này hoàn toàn vô dụng. Nguyên nhân sâu xa của các vấn đề có thể làm bạn phải ngạc nhiên, nhưng trước hết chúng ta hãy bắt đầu từ cái trực quan nhất. Nền khoa học hiện đại đang chống lại tự nhiên. Ngày nay, khoa học hiện đại đã thẩm thấu vào hầu như mọi lĩnh vực có liên quan tới cuộc sống con người. Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học do con người đóng vai trò chủ đạo lại có những thiếu sót rất lớn, có thể kể ra vài ví dụ sau đây. James Watt đã phát minh ra động cơ hơi nước, từ đó đã mang lại cho cách mạng công nghiệp một thời đại mới, sử dụng nguồn nhiên liệu hóa dầu với quy mô lớn. Ai cũng không thể nghĩ được rằng nhân loại 200 năm sau sẽ vì vậy mà rơi vào khó khăn do hiệu ứng nhà kính. Các sản phẩm nhựa mang đến sự tiện lợi cho con người trong rất nhiều lĩnh vực, nhất là làm bao bì, đồ gia dụng. Nhưng nhựa thải ra ngoài môi trường gây ô nhiễm, đặc biệt nhựa ngoài đại dương bị vỡ dần thành các vi hạt lẫn vào muối, nước và bị các sinh vật biển ăn vào cơ thể, rốt cuộc đang theo chuỗi thức ăn mà quay lại bữa cơm của chính chúng ta. Thuốc diệt cỏ được nông dân xem như món quà vì nó giúp loại bỏ cỏ dại nhanh chóng, nhưng các động vật sống dưới đất và côn trùng cũng bị thuốc độc tiêu diệt. Chưa nói đến việc cỏ ngày càng kháng thuốc, thuốc diệt cỏ gây ô nhiễm cho đất và nước, cuối cùng lại gây ô nhiễm cho thực phẩm. Khi Einstein phát hiện ra phương trình chuyển hóa giữa năng lượng và khối lượng E=mc², ông không thể ngờ vài chục năm sau vũ khí hạt nhân lại trở thành thanh gươm treo lơ lửng trên đầu nhân loại. Vì sao khoa học luôn có sơ hở? Cơ sở triết học của khoa học thực chứng phương Tây đã phân chia thế giới hoàn chỉnh thành 2 phạm trù độc lập, vật chất và tinh thần. Do đó, quan niệm về tự nhiên được thiết lập đã phân tách con người và tự nhiên, con người và thế giới, tâm và vật. Trên cơ sở này, hoạt động tinh thần nằm ngoài tầm mắt của khoa học thực chứng hiện đại. Đạo đức lại chỉ là thuyết giáo thuần túy không có cơ sở vật chất, con người và tự nhiên cũng không còn là một thể hoàn chỉnh. Một trong những hậu quả của nó chính là sự đối lập giữa con người và tự nhiên. Nhưng khoa học cũng chỉ là công cụ, dùng bao nhiêu thuốc trừ sâu, đốn bao nhiêu cây, rốt cuộc vẫn là quyết định nằm trong tay con người. Người ta thường chỉ nhìn thấy môi trường bị hủy hoại và khoa học là thủ phạm, mà không thấy rằng tinh thần của con người cũng đã bị ô nhiễm nghiêm trọng ở tất cả các lĩnh vực như là tín ngưỡng, tư tưởng, quan niệm, dục vọng. Nói cách khác, khoa học chỉ là công cụ, dục vọng của con người mới là thứ đang điều khiển. Nhà khoa học từ thiện Ba Lan nổi tiếng, bà Janina Oshowska từng nói một cách thẳng thắn về sự vô lý trong kinh tế học. Người ta sống và tin rằng có một cái tivi cũ là bi kịch. Nhưng mà khi có tivi màn hình phẳng, thì tôi lại phải có cái phẳng hơn nữa. Ngay sau đó lại là một cái to hơn nữa. Anh có nhà thì phải có thêm cái nhà nho nhỏ ở quê, còn nếu anh giàu hơn thì ở Tuscany hay là Provence. Tuần tự như thế. Tôi đọc báo thấy có cặp vợ chồng ly dị và cãi nhau vì 7 cái nhà. Và tôi bắt đầu tưởng tượng nếu mình có 7 cái nhà, tôi sẽ phải có cả máy bay để bay qua bay lại. Trong mỗi căn nhà tôi sẽ phải có cùng từng ấy thứ quần áo. Tôi không thể muốn mặc quần đen mà nó lại đang nằm ở thành phố khác. Biết bao nhiêu đồ đạc. Và tôi có thể sử dụng hết được không để biện minh cho sự tồn tại của chúng. Mỗi ngày có 26.000 người chết đói. Nhưng đồng thời thực phẩm lại được sản xuất mỗi ngày một nhiều hơn, chỉ để những người giàu có thể vứt đi nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Những người giàu, nghĩa là có cả chúng ta, bà chia sẻ. Quả đúng là như vậy. Loài người đang lãng phí khoảng 1/3 lượng thức ăn có được mỗi năm, theo Tổ chức Nông lương của Liên Hợp Quốc. Nhà văn nổi tiếng Mạc Ngôn cũng từng có bài viết cảnh tỉnh nhân loại. Với dục vọng bị kích thích của con người, sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã đi chệch khỏi quỹ đạo thông thường là để phục vụ nhu cầu sức khỏe của con người, thay vào đó là điên cuồng phát triển dưới sự dẫn động của lợi nhuận để đáp ứng, kỳ thực là nhu cầu bệnh hoạn của một số ít người giàu có. Sau khi tinh thần bị ô nhiễm, con người sẽ biến thành ngu muội, ích kỷ, cuồng vọng. Sau khi hành vi của bản thân tạo thành ô nhiễm môi trường, không hề tĩnh tâm lại để suy xét lại xem bản thân mình sai chỗ nào mà lại tìm nguyên nhân ở môi trường. Nhìn thấy nước biến thành nước bẩn, người ta liền đem vật ô nhiễm trong nước lắng xuống rồi loại bỏ. Nhìn thấy thứ gì đó biến thành hôi thối liền đốt bỏ, cho rằng môi trường không nhìn thấy đã được cải thiện rồi. Lâu dần các nhà khoa học mới phát hiện ra không khí cũng biến thành bẩn. Mỗi người là một phần của giải pháp hoặc một phần của vấn đề. Quay lại lời cảnh báo của hơn 15.000 nhà khoa học, nhân loại đã không làm đủ những gì cần thiết để giải quyết các vấn đề môi trường. Mặc dù đã có không ít các ý tưởng, dự án và phát minh để làm sạch nước, không khí và sử dụng năng lượng bền vững, nhưng chẳng thấm vào đâu so với tốc độ hủy hoại và tận diệt thiên nhiên hiện nay. Cuộc chiến đặt ra trước mắt chúng ta không chỉ hạn cuộc trong khoa học, mà chủ yếu hơn là về vấn đề nhận thức mà mỗi con người sống trên trái đất đều góp một phần trong đó. Con đường để thực sự giải quyết vấn đề phá hoại môi trường chính là quy chính nhân tâm, đối đãi với sự vật theo quy luật tự nhiên, giữa người với người cần hành sự theo quy phạm đạo đức. Nếu như ai cũng có thể làm được như thế, kỳ tích có thể sẽ xuất hiện, giúp con người không bị đào thải khi cả vật chất và tinh thần bị ô nhiễm quá giới hạn. Masanobu Fukuoka, tác giả cuốn Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm, từng nói rằng hãy phụng sự tự nhiên, rồi mọi chuyện đều sẽ đâu vào đó. Nhân loại cần những gì để duy trì sự tồn tại? Là không khí, ánh sáng mặt trời, thực vật và nước, còn lại những thứ khác đều là xa xỉ phẩm. Nhà cửa và quần áo thì chỉ cần đủ dùng, khi tiêu thụ ít đi, bớt chạy theo dục vọng xa hoa phù phiếm, chúng ta mới không phải lao tâm khổ tứ để kiếm tiền mua sắm, mới tìm được không gian tự do thực sự để an hưởng kiếp nhân sinh. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, hãy để lại bình luận phía dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.